Nga đăng ký vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới. Những phản ứng thường gặp khi trẻ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine COVID-19. Đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2022 trên Alo Bác sĩ. Mời quý vị cùng theo dõi. Người đàn ông bị tắc phế quản vì tự chữa ho do COVID-19. Tối ngày 1 tháng 4, các bác sĩ khoa hô hấp Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Thái Nguyên thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cơ sở 2 cho biết đã cấp cứu thành công bệnh nhân mắc COVID-19 có dị vật đường thở phức tạp. Theo đó, bệnh nhân tên N, 30 tuổi, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên, mắc COVID-19 ngày thứ 7, cách ly và điều trị tại nhà. Tối ngày 30 tháng 3 trước khi ngủ, N có ngậm quả kha tử và uống thuốc ho. Đến sáng ngày 31 tháng 3, bệnh nhân thấy khó thở, đau ngực, được gia đình đưa đến cơ sở y tế cấp cứu và được khám chụp các lớp vi tính. Kết quả cho thấy có dị vật ở phế quản trái. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Thái Nguyên. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành khám và hội chẩn chuyên khoa hô hấp để gấp dị vật cấp cứu cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để nội soi phế quản ống mềm gây tê để gấp dị vật. Trong quá trình nội soi đi từ khí quản qua carina thấy, bác sĩ phát hiện dị vật gây tắc toàn lòng phế quản góc trái. Sau 30 phút, dị vật được lấy ra ngoài. Kết thúc quá trình làm thủ thuật, bệnh nhân không khó thở, đỡ đau ngực, các chỉ số sinh tồn ổn định. Trước tình trạng hiện nay, nhiều người được điều trị theo dõi COVID-19 tại nhà. Thạc sĩ bác sĩ Chu Thị Thu Lan khuyến cáo, bệnh nhân khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào đều phải cẩn thận, không nên tự ý sử dụng. Cần có sự tư vấn hướng dẫn của bác sĩ để đạt hiệu quả tốt nhất. Bệnh nhân tránh gây sặc vào đường thở có thể tổn thương phổi và nguy hiểm đến tính mạng. Hải Phòng ca mắc COVID-19 giảm, dừng hoạt động trạm y tế lưu động. Sáng ngày 1 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết dịch COVID-19 tại thành phố đạt đỉnh điểm vào cuối tháng 2 năm 2022, số ca mắc mới đang có xu hướng đi ngang và giảm dần. Để thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không lãng phí nguồn lực, tài chính nhưng đảm bảo công tác thu dung, điều trị người bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo dừng hoạt động các trạm y tế lưu động trong trường hợp có dưới 50 F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn phường, xã, thị trấn. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, điều chỉnh số giường điều trị bệnh nhân COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị. Các đơn vị thu dung điều trị F0 nếu ít bệnh nhân được phép liên hệ và chuyển bệnh nhân các cơ sở thu dung điều trị khác như là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Trẻ Em, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Phổi và ngược lại. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu dừng triển khai thí điểm phần mềm quản lý F0 tại nhà, giao Sở Y tế, Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị bàn giao hồ sơ, bệnh án, thuốc và trang thiết bị theo quy định. Trẻ 5 đến 11 tuổi có thể gặp phản ứng nào sau tiêm vaccine COVID-19? Theo phê duyệt của Bộ Y tế, có hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ trong nhóm tuổi này là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Đối với vaccine Pfizer, các phản ứng rất thường gặp khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là đau đầu, tiêu chảy, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tim, kiệt sức, ớn lạnh, sốt tần suất cao hơn đối với liều thứ hai, sưng tại chỗ, kiệt sức, đau đầu, tái đỏ và sưng tại vị trí tim, đau cơ và ớn lạnh. Các phản ứng rất thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi là buồn nôn, tái đỏ tại vị trí tim. Phản ứng ít gặp là nổi hạch. Các phản ứng quá mẫn như là phát ban, ngứa, mề đay, phù mạch, giảm cảm giác thèm ăn, mất ngủ, ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi đêm, đau chi, xuyên nhiều, khó chịu, ngứa tại vị trí tim. Phản ứng rất hiếm gặp là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, ít hơn 1 trên 10.000 bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận phản ứng này đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 trong hệ thống. Đối với vaccine Moderna, các phản ứng rất thường gặp là sưng hạch nách ở vùng bên với vị trí tim. Một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác, ví dụ ở cổ, ở trên xương đòn, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại vị trí tim, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng tại vị trí tim, ban đỏ tại vị trí tim. Các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi sau liệu trình tiêm cơ bản là đau tại vị trí tim 98,4%, mệt mỏi 73,1%, đau đầu 62,1%, đau cơ 35,3%, ớn lạnh 34,6%, buồn nôn, nôn mửa 29,3%, sưng đau ở nách 27%, sốt 25,7%, ban đỏ tại vị trí tim 24%, sưng tại vị trí tim và đau khớp. Phản ứng thường gặp là tiêu chảy, phát ban, nổi mề đay tại vị trí tim, phát ban tại vị trí tim, phản ứng muộn tại vị trí tim. Phản ứng ít gặp là chóng mặt, ngứa tại vị trí tim.
Phản ứng hiếm gặp là giảm cảm giác sưng mặt ở người có tiền sử tiêm chất làm đầy da. Phản ứng rất hiếm gặp là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Bộ Y tế đề nghị vaccine Moderna chỉ tiêm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên, tuyệt đối không tiêm cho trẻ 5 tuổi. Trẻ tiêm vaccine Moderna tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Nga đăng ký vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới. Ngày 1 tháng 4, Bộ Y tế Nga cho biết vaccine Covid-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới đã được đăng ký tại nước này. Đó là vaccine Covid-19 gam Covid-Vac của Sputnik V, do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga phát triển. Theo Bộ Y tế Nga, vaccine Covid-19 dạng xịt này gồm hai thành phần dựa trên các vector 16 và 15, được xịt vào khoang mũi, khoảng cách giữa hai lần xịt là 3 tuần. Tại thời điểm này, việc sử dụng vaccine được phép trong điều kiện của các tổ chức y tế thực hiện chủng ngừa cho người từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế Nga cũng cho hay, loại vaccine này hình thành miễn dịch niêm mạc chống lại virus SARS-CoV-2 trên bề mặt niêm mạc đường hô hấp, cũng như miễn dịch dịch thể vào tế bào trào máu. Hàn Quốc đứng đầu toàn cầu về số ca mắc Covid-19 mới và số người tử vong trong vòng 24 giờ qua. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,2 triệu ca mắc Covid-19 và trên 3.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 489,5 triệu ca, trong đó trên 6,16 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc với 280.187 ca, Đức 231.910 ca và Pháp 148.629 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc với 360 ca, Nga 342 ca và Đức là 297 ca. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay trên Alo Bác sĩ. Để biết thêm những thông tin mới nhất về y tế xã hội, xin mời quý vị truy cập vào website alobacsi.com cũng như là kênh YouTube của chúng tôi, video Alo Bác sĩ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. WHO cảnh báo về biến thể XE của COVID-19 có thể lây lan nhanh nhất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo về biến thể XE, chủng lai của hai dòng BA1 và BA2 của Omicron. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra XE có khả năng lây lan cao hơn 10% so với BA2. Cho đến nay, có 3 loại virus tái tổ hợp được biết tới nhiều, đó là XD, XF, kết hợp giữa bộ gen của Delta và biến thể gai của Omicron BA1, hay còn gọi là Deltacron. Loại thứ 3 là XE, lai giữa hai nhánh BA1 và BA2 của biến thể Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới công bố một số phát hiện sơ bộ về XE. Tái tổ hợp XE lần đầu tiên được phát hiện ở Vương quốc Anh vào ngày 19 tháng 1, đã ghi nhận hơn 600 mẫu. Các ước tính ban đầu cho thấy lợi thế về tỷ lệ lây lan cộng đồng của XE là 10% so với BA2, tuy nhiên còn thêm bằng chứng cho phát hiện này. Trước đó, Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo đối với virus tái tổ hợp giữa Omicron và Delta. Nhà virus học nổi tiếng Tom Peskov cũng giải thích rằng các tái tổ hợp có chứa các protein gai và protein cấu trúc từ một loại virus duy nhất như là XE có khả năng hoạt động tương tự như virus cha mẹ. Theo ông, tất cả các loại virus tái tổ hợp này rõ ràng cần được theo dõi chặt chẽ về các dấu hiệu tăng trưởng. Các nhà khoa học còn cố gắng phân lập và xác định đặc điểm của virus nếu có thể. BA2, một dòng của biến thể Omicron, đang là chủng virus chiếm ưu thế nhất, chiếm 86% tổng số trường hợp COVID-19. Mặc dù XE chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ vào thời điểm hiện tại, nhưng khả năng lây truyền cao của biến thể này có thể đồng nghĩa với khả năng thống trị trong tương lai gần. WHO lưu ý, cho đến khi giới khoa học có thể phát hiện sự khác biệt đáng kể về đặc điểm lây truyền và mức độ nghiêm trọng, XE sẽ vẫn được phân loại là một phần của biến thể Omicron.